cháy không chọn lọc, thì mình chọn cái xét tức cháy chọn lọc top 2 đi, thì nó sẽ ở ngay ra rác hơn, có phải không? Như vậy thì vấn đề ở đây á, một là nó tùy thuộc vào cơ địa của người bệnh nhân, và hai nó sẽ tùy thuộc vào cái vấn đề sử dụng thuốc nữa, và nó sẽ đưa ra một cái kết quả liên quan đến mấy khác nhau đó nè. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái ADN trên hệ vi mạch mà hồi nãy giờ cô có đặt ra vấn đề từ đầu giờ đó. Thì cái vấn đề vi mạch ở đây nó sẽ dẫn đến là huyết khối, khi dùng NSAID có thể dẫn đến huyết khối, và huyết khối thì dẫn đến là gì? Đột quỵ hoặc là gì? Xin lên. Em sẽ loại nào thì sẽ dễ phản ứng có hại này? Huyết khối á. Không. Xin lên. Có hai. Chọn lọc có hai. Đúng không? Rồi em xin tiếp chọn lọc có hai thì sẽ dễ dẫn đến phản ứng có hại loại này nha. Vậy thì bây giờ mình sẽ giải thích ha. Tại sao em sẽ liên kết chọn lọc có hai thì sẽ dễ dẫn đến phản ứng có hại loại này nha. Ai thích được không? Bây giờ trước khi mình giải thích về các thiết kế chọn lọc top 2 thì mình sẽ giải thích về các bình thường thì ha, là em sẽ thiết kế không chọn lọc nha. Hồi nãy cô nhớ là cô yêu cầu các chị chọn 3 cái prostanoid PGE 2 PGE 2 PGE 2 là 1 PGE 2 PGE 2 là 2 PGE 2 là 3 đúng không? Trong đó là PGE 2 hồi nãy nói chỗ nào rồi? Mình máu, mình máu. Thrombocyte 2 đúng không? Thì do tế bào nào tiết ra? Tụ 1.
đừng có nói sức nặng nha các chị. Cái này nặng hơn cái này bây giờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
những cái hình này nó thấy không, rõ không? Đây nè, tôi chỉ nè, cái mà mình đang thấy ở đây á, là cái thận. Rồi tiếp theo là đây là đối tượng mạch máu nha, ở điểm cầu
không có một. Một là con đường lipo
có chứ. Vậy thì mình hiểu lý do là tại sao một bệnh nhân bị hen suyễn người ta bắt buộc phải dùng thuốc kháng viêm, nhưng người ta không bao giờ dùng kháng viêm hen xét cơ. Tăng lên đúng không? Nếu mà dùng kháng viêm hen xét thì nó sẽ tăng cái gì lên? Lên bụng chèn. Đúng rồi, tăng lên bụng chèn lên và lên bụng chèn thì đây chị. Thank you.
Web. Đây là có web. Web. Xuất huyết. Web là đặc biệt là gần đây. Và bệnh nhân có từ 2 trên 2 yếu tố. Trên 3 đến 4 yếu tố nguy cơ. Còn là lớn hơn 2 nha, đừng có bằng 2 nha. Còn nguy cơ trung bình là từ 1 đến 2. Nguy cơ thấp là không có. Thì người ta nói rằng là bệnh nhân nào mà có nguy cơ lên tim mạch thấp là bệnh nhân không dùng aspirin. Còn bệnh nhân nào mà có nguy cơ tim mạch cao thì bệnh nhân đang dùng aspirin. Đơn giản không? Tại sao liên quan tới aspirin? Aspirin là cái gì? Nằm khối. Đó là một cái thuốc chống chất độc tiểu cầu. Thế nên một bệnh nhân mà đang dùng aspirin thì đồng nghĩa với bệnh nhân này đang có một cái bệnh lý lên tim mạch, hoặc là bệnh nhân này đang có nguy cơ lên tim mạch rất là cao. Thì cái này chưa nè, đó nên người ta sẽ lấy cái mốc aspirin nha. Rồi cái ô đầu tiên ta cũng nói đến sẽ là nguy cơ lên đường tiêu hóa thấp và nguy cơ lên đường tim mạch thấp luôn. Nguy cơ tiêu hóa thấp và nguy cơ tim mạch thấp thì thôi người ta nói là lựa chọn NSAID nào cũng được, miễn là dùng NSAID liều thấp và dùng trong một thời gian ngắn nhất thôi, tại vì lúc này bệnh nhân chẳng có một nguy cơ nào hết, phải không? Nên lựa chọn thuốc nào cũng được, dễ quá rồi. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân này có nguy cơ lên đường tiêu hóa trung bình nhưng còn nguy cơ lên đường tim mạch thì thấp, có phải không? Nguy cơ tiêu hóa trung bình và nguy cơ tim mạch thấp, mình suy nghĩ nè, và việc ưu tiên thuốc trên hệ gì? Tim mạch à, không, tiêu hóa. Ở ngoài là không có bán đâu. Thật sự ra
thì nguy cơ tim mạch cao và nguy cơ trên đường tiêu hóa thấp thì chúng ta sẽ ưu tiên trên đường tim mạch. Và mình phải dùng liều gấp đôi liều điều trị.
Tại vì nếu có dự phòng lấy gen xét thì thôi người ta dùng BVI. Tại vì BVI có nhiều cái chỉ định, đúng không? Mình thấy người bán thuốc người ta bán dự phòng lấy gen xét, người ta bán điều trị loét, điều trị HP, điều trị trào ngược, có phải không? Cái thị phần nó rất là lớn. Trong khi cái tiêm tôm rốt tôm chẳng lẽ nhập về để bán mỗi dự phòng lấy gen xét bao nhiêu người xài cái đó, có phải không ta? Cho nên là ta không có làm nhiều cái tiêm tôm rốt tôm, thậm chí thấy luôn á. Còn cái Visoprostol là cái hiệu quả bảo vệ tương đương với BVI. Nhưng Visoprostol lại có một cái ADR là cái gây tim chảy rất là nhiều. Và đã nói rồi, thị phần không có, bán cho ai? Rồi lại gây ra con mắc cơ trong tử cung của phụ nữ mang thai. Được chưa? Vậy thì cuối cùng một cái lựa chọn phổ biến và an toàn nhất là BVI. Đúng không nào? Đó là lý do tại sao chúng ta được đi ra đây nha. Rồi, một cái vấn đề nữa mình nói như thế này nè. Các chị hiểu rằng là loét cho em xét là do giảm cái lớp nhầy bảo vệ niêm mạc, phải không? Thì Visoprostol là một thuốc mà nó làm dày cái lớp niêm mạc lên. Tại vì nó là một cái dẫn chất của prostaglandin, thì nó sẽ làm dày lớp niêm mạc lên và nó sẽ phòng ngừa được loét cho em xét. Nhưng cái BVI thì không phải như thế. Cái BVI giảm tiết cho gen xét, ta xin lỗi, giảm tiết axit, chứ nó đâu có làm được dày lớp nhầy bảo vệ đâu. Nhưng hiệu quả rất cao trong việc phòng ngừa gen xét. Và đây là một điều rất đặc biệt của BVI. Chưa? Đó, mình đặt tên lên đây mất. Sai này mình bỏ qua đi chứ. Đúng đường cũng sai. Đó. Rồi. Đối với em xét thì cho niêm mạc chung chữ là hết, nhưng mà chỉ tốt bằng một ý thôi, đó là em xét mà càng chọn lọc thì sẽ ra càng không an toàn cho tình yêu lên tim mạch, vậy thôi. Anh rồi, và slide này ý thì muốn nói là Nam-Rosen là một thuốc an toàn nhất trên tim mạch của bệnh nhân, đúng không? Rồi, ở đây nó có một cái vấn đề, đó là sự tương tác thuốc. Có bao giờ mình người ta dùng chung em xét cái aspirin không? Có sao không? Giờ ví dụ như bệnh nhân đang bị tiền sử nhồi máu cơ tim, họ bệnh nhân phải dùng aspirin đúng không? Nhưng mà bây giờ bệnh nhân bị đau cơ xương khớp, bị thoái hóa cột sống đi, thì bệnh nhân được đang em xét không? Như vậy thì có nghĩa là em sẽ có khả năng sẽ xài chung với lại aspirin. Để câu hỏi đặt ra là có tương tác gì xảy ra khi dùng em sẽ cho aspirin hay không? Phải không nào? Thì người ta nói sẽ có hai cái. Một là có thể tăng nguy cơ xuất huyết. Thì tại vì hai cái này cùng có một cái cơ chế với là gây ra chống kích động tiểu cầu, phải không? Ảnh hưởng đến lượng to mặt. Và ý thứ hai là giảm tác dụng bảo vệ niêm mạc của aspirin, hay là aspirin á. Như vậy thì khi mà dùng NSAID aspirin nói chung thì người ta có xu hướng là tách hai thuốc này ra, không uống cùng một lúc. Aspirin thì thường người ta sẽ uống trước 30 phút rồi sau đó là phải ngồi mới dùng NSAID. Còn nếu NSAID uống trước thì người ta đợi 8 giờ sau người ta mới uống aspirin. Lý do T1/2 của aspirin thì ngắn, nhưng T1/2 của acid khác thì sao? Dài. Yeah. Cho nên là mình phải cắt thời gian ra như vậy. Chỗ này không nè. Rồi. Không biết các chị có bao giờ thắc mắc rằng là tại sao trong tất cả các acid thì chỉ có mỗi aspirin làm nhiệm vụ chống kích động tiểu cầu mà không phải là những em xét khác? Thì nó cùng nhóm à? Nó cùng nhóm là tại sao chỉ có aspirin mới chống kích động tiểu cầu thôi, mới dự phòng các yếu tố tim mạch thôi? Người ta đang bóng đường ai mua rồi đang dùng riêng cơ hay nó thì nó cũng khác đi, phải không nào? Thì lý do ở đây đó là aspirin là một thuốc ức chế không thuận nghịch enzyme gốc 1
tiêm tĩnh mạch tim hoặc là tùy uống